Xin chào cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị mình lô me ha, me chua quái nha cô chú anh chị. Hàng tầm trung ha. Cây quái quái đẹp đẹp không cô chú anh chị ơi. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ ha. Rồi mình vô cây đầu tiên luôn. Cây đầu tiên có mã số M1. M nha cô chú anh chị, M1. Cây rất là quái nha. Cây này về cô chú anh chị mình tán ăn đây mình chơi cũng được nè, không thì mình bỏ con chi ha, mình lấy đọt này nha. Đâm chồi hết trơn rồi cô chú anh chị ơi. Đây, lô này là nó đã đâm chồi hết trơn rồi ha nè. Cô chú anh chị mình xem mục này ha, nó đậy trơn nha. Cây rất là khỏe mạnh. Cái củ nè. Rồi, thông số luôn. Hoành củ ở đây là 31. 31 hoành củ. Thân 14. Chiều cao 40. Cao 40. Kính bầu 17. Kính bầu là 17 ha. Cây này có mã số M1, em xin giao lưu là 500.000. M1. Cây này 500.000 của chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Cây này rất đẹp ha. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây mã số M2, cây này quái cây lắm cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình xem cái gọng lắc rất là quái nha. Củ cũng đẹp nha, đâm chồi luôn nha cô chú anh chị. Hàng này nó đâm chồi hết rồi. Rồi, thông số luôn. Hoành ở đây 26. 26 hoành. Hoành thân đây 11. Hoành thân 11. Chiều dài 24. Dài 24. Kính bầu 18. Kính bầu 18. Có mã số là M2, xin giao lưu là 500.000. M2 nha cô chú anh chị. 500.000 bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây mã số là M3. Đó, một cây dáng bay rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cái gọng lắc kìa. Này mình đánh cái cành lá ra cái nữa quá đẹp luôn nha. Gọng lắc thì bao đẹp rồi, cũ luôn, cũ đẹp luôn nha. Rồi, thông số luôn. Hoành củ là 30. Củ 30. Hoành thân là 17. Thân 17. Chiều dài nhánh bay là 27. Chiều dài 27. Kính bầu 15. Kính bầu 15 ha. Cây có mã số M3, em xin giao lưu là 550.000. M3, cây này 550, bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Me chua nghe cô chú anh chị. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha, cây mã số là M4. Cây này quá đẹp luôn cô chú anh chị. Co lắc cực kỳ đẹp luôn ha. Chi cành đóng cũng ok nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Mấy cây này là đa số là đâm chồi hết rồi nha cô chú anh chị. Cây rất là khỏe mạnh. Quảnh đây là 22. 22 quảnh. Hoành thân là 13. Chiều dài, chiều cao là 30. Cao là 30 nha cô chú anh chị. Kính bầu 18. Kính bầu 18. Cái này có mã số là M4, em xin giao lưu là 500.000. M4 ha, 500.000 bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha, cây mã số là M5 nha cô chú anh chị. Cây này cái củ đẹp nữa nè cô chú anh chị ơi, gọng lắc đẹp luôn ha. Mấy cây này đẹp, giá rẻ luôn nha cô chú anh chị. Me chua ha. Rồi thông số luôn. Hoành đây là 27. 27 hoành. Hoành thân 13. Thân 13. Chiều cao 32. Cao 32. Kính bầu 16. Kính bầu 16. Cây M5, em xin giao lưu là 550.000. M5 ha, 550.000 bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo M6. Cây này cái đế chảy quái nha cô chú anh chị. Co lắc cũng khá đẹp ha. Rồi thông số luôn. Hoành đế ở đây là 30. Đế 30.
thân 12. Thân 12. Chiều cao 27. Cao 27. Kính bầu 16. Kính bầu 16 ha. M6 xin giao lưu là 500.000. M6 cây này 500.000 cô chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo. Mã số là M7, một cây quái luôn cô chú anh chị, cây này quá trời nó quái luôn. Quá đẹp luôn ha, rộng lắc khỏi chê cái cũ luôn à. Rồi thông số luôn. Cây này cũ rộng lắc gì cũng đều đẹp ha. Cũ là 30. Cũ 30 hoành. Hoành thân là 19. Thân 19 nha cô chú anh chị. Chiều cao 20. Cao 20. Kính bầu 18. Kính bầu 18. Rồi cây này có mã số là M7, em xin giao lưu là 700.000. M7, cây này 700.000 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Đó, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây mã số M8 nha. Ồ, cây này co lắc quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Có cây đột này đóng đẹp nè. Ồ, cây nhánh này đóng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Mình bỏ nhánh kia ha. Mình cắt bỏ chi kia. Rồi thông số luôn. Cây này những co lắc rất là ngặt nghèo, rất là đẹp. Hoành là 31. 31 hoành. Thân là 14. Thân 14. Chiều cao 25. Cao 25. Kính bầu 16. Kính bầu 16. M8 xin giao lưu là 550.000. M8 nha, cây này 550.000 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây M9, một cây dáng bay. Quái nha cô chú anh chị, bay mà nó quái kìa. Cái co lắc rất là ngặt nghèo luôn. Ờ, những đường cong nguy hiểm ha. Cò lắc quá đẹp nha cô chú anh chị. Cũ cũng đẹp luôn kìa. Ờ, nguyên một cái cũ. Rồi thông số luôn. Cái cũ gói rất là đẹp nha. Hoành cũ là 31. Hoành cũ 31. Hoành thân 13. Thân 13. Chiều dài 32. Dài 32 ha. Kính bầu 17. Kính bầu 17. M9 nha cô chú anh chị, cây này 600.000 á, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn, me chua nha. Đó, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây mã số M10. Gọng lắc khá đẹp ha, trực lắc nha cô chú anh chị. Cũ à. Cũ gói như con ốc sên vậy ha. Rồi thông số luôn. Hoành cũ là 21. Chiều cao luôn. Hoành luôn. Hoành thân. Hoành thân 12. Hoành thân là 12. Chiều cao 34. Cao 34. Kính bầu 16. Kính bầu 16. M10 là 500.000. M10 nha cô chú anh chị, cây này 500.000 thôi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây M11 ha. Ồ, cái cây này cái gọng lắc quá đẹp cô chú anh chị. Giống như con gắn nó đang đưa cái đầu lên. Năm chòi mạnh hết rồi. Cái cũ quá đẹp luôn ha. Rồi thông số luôn. Hoành cũ 27. 27 hoành cũ. Hoành thân 14. Thân 14. Kính bầu 39. Kính bầu 39 nha. Cao. Cao 39 nha cô chú anh chị. Kính bầu 17. Kính bầu 17 ha. Này mã số là M11, em xin giao lưu là 550.000. M11 ha, cây này 550.000, bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Đó, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo M12. Cây này co lắc quá đẹp cô chú anh chị ơi, chi cành cũng đẹp luôn. Đó, đế nó quái nha. Đế quái nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Vàng đế cây này đẹp lắm. Cũ 34. Hoành thân 13. Hoành thân 13. Chiều cao 39. Cao 39 nha. Kính bầu 17. Kính bầu 17. Cái này có mã số là M12, em xin giao lưu là 550.000. Đó, M12 ha, cây này 550.000 của chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn.
Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo. Mã số M13. Cũng trực lắc nha, cái gọng lắc cũng khá đẹp nha cô chú anh chị. À, cái củ đặc luôn. Rồi thông số luôn. Me chua nha. 25 hoành cũ. Hoành thân 11. Thân 11. Chiều cao 42. Cao 42. Kính bầu 17. Kính bầu 17. Cái này mã số M13 em xin giao lưu là 500 ngàn. M13 ha, 500 ngàn của chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo. M14. Lô này cây nào cũng đẹp nha cô chú anh chị, đẹp quái luôn. Cũ cũng đẹp, cũ đặc luôn nha. Me chua nha. Rồi thông số luôn. Hình cũ 26. Cũ 26. Hình thân 13. Thân 13. Chiều cao 37. Cao 37. Kính bầu 17. Kính bầu 17. M14 là 500 ngàn. M14 ha, 500 ngàn của chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây mã số M15. Đó, như con gắn nó đang ngóc đầu với cô chú anh chị. Cũ đẹp ha, cũ gói rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, cũ đặc. Rồi thông số luôn. Hoành cũ là 31. Cũ 31 hoành. Hoành thân 13. Thân 13. Chiều cao 26. Cao 26. Kính bầu 17. Kính bầu 17. Cây này mã số M15 em xin giao lưu là 500 ngàn. M15 ha, cây này 500 ngàn của chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha. M16. Cây này dáng bay nha cô chú anh chị, như con gắn nó có hai cái sừng vậy. Nhìn quái lắm ha. À, cây này quái cây lắm. Rồi thông số luôn. Cái củ cây này đẹp nha, củ cứng ngắt luôn. Hoành cũ 27. Cũ 27 của anh. Hoành thân 15. Thân 15. Chiều dài 25. Dài 25. Kính bầu 17. Kính bầu 17. Mã số 16 xin giao lưu là 500 ngàn. Mã số M16 ha, 550 ngàn, bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo M17. Một cây trực lắc, gọng lắc quá đẹp. Đế cũ trải nha cô chú anh chị. Đó. Cây này cực kỳ đẹp cô chú anh chị ơi. Rồi thông số luôn. Hoành cũ là 29. Hoành cũ. Hoành thân là 13. Thân 13. Chiều cao 33. Cao 33. Kính bầu 17. Kính bầu 17 ha. Mã số M17 là 600 ngàn. M17 ha, cây này 600 ngàn của chú anh chị, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo mã số M18. À, cây cái đế quái nha cô chú anh chị, đế đẹp luôn. Thằng lắc nha. Rồi thông số luôn. Cũ 25 hoành. Hoành thân 10. Thân 10. Chiều cao 37. Cao 37. Kính bầu 17. Kính bầu 17. Mã số M18 em xin giao lưu là 500 ngàn. M18 ha, 500 ngàn của chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây M19 ha, cũng là cây cuối cùng của clip luôn nha cô chú anh chị. Một cây trực lắc ha. Đó, cây này có chi cành nha. Rồi thông số luôn. Hoành cũ 23. 23 hoành cũ. Hoành thân 13. Thân 13. Chiều cao 42. Cao 42. Kính bầu 16. Kính bầu 16 ha. M19 em xin giao lưu là 500 ngàn. M19 cây này 500 ngàn nha, bao ship toàn quốc luôn. Đó, rồi em cũng xin chào ha, chúc cô chú anh chị sức khỏe ha, và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé.